Chào hai anh. Cuối cùng em cũng đã lượt lên đây. Xin chào các bạn. Hôm nay mình đang đứng ở trong một công trình của nhà khách ở quận 5. Thì công trình này mình sẽ bố trí một bộ dàn giải trí all in one, vừa karaoke, nghe nhạc, xem phim trong một phòng giải trí. Thì căn phòng này nó có một điểm đặc biệt. Với diện tích nó vào khoảng 25m2, nhưng mà nó nằm ở vị trí là cái tầng áp mái. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng theo chân mình để xem cái phòng này nó đặc biệt như thế nào nhé. Về đầu tiên, về phần thiết bị thì phòng này mình sẽ bố trí xem phim là hệ thống 7.1.2, hệ thống máy chiếu, màn chiếu và kết hợp loa phong của karaoke để là một bộ dàn all in one. Thì phần đầu tiên mình sẽ nói là về phần DJ. Thì khi các bạn chuẩn bị lên kế hoạch làm cái phòng giải trí thì các bạn phải ưu tiên cái phần DJ này trước. Khi mà mình hoàn thiện cái phần thô á thì mình nên DJ âm tường, để sau này khi mà phần thô có những cái vách mà các bạn không bố trí nội thất, không tiêu âm tán âm thì các bạn sẽ không DJ lại được, nó rất là xấu, mất thẩm mỹ. Thì phòng này các bạn sẽ thấy mình giới thiệu phía trước đây. Ở phía trước đây mình sẽ bố trí là hai loa phong nè, ở giữa là loa center, và phía dưới này mình đã dự phòng một dây cho subwoofer. Tuy nhiên á, là mình cũng sẽ có một vị trí đặt sub nữa là kế bên tủ máy, để đảm bảo cái phần vách trước này mình sẽ không thấy thiết bị, chỉ thấy màn chiếu để trải nghiệm nó được tốt hơn. Ở phía sau đây, hai bên đối diện mình sẽ là loa surround, cái vị trí loa surround, và vách phía sau sẽ là hai dây surround back. Thì mình đã đi dây âm hoàn toàn, đây là âm tường nha các bạn, để khi mà những vách mà mình không bố trí như nãy mình có nói sẽ không bị ảnh hưởng. Và phía trên trần á thì mình cũng đã là treo cái bách máy chiếu. Tuy nhiên là cái bách máy chiếu này nó khá cao, có thể mình sẽ thay một cái loại ngắn hơn để phù hợp với cái trần này. Và dây HDMI và dây nguồn mình cũng đã đi tất cả cho hệ thống, đều là đi âm tường, âm trần. Và thậm chí ở dưới sàn này các bạn cũng có thể thấy thêm những cái bộ dây này đó, những cái thiết bị mình đi âm sàn nó sẽ thuận tiện cho mình. Thí dụ ổ cắm âm sàn, khi bố trí cái vị trí ghế ngồi á thì mình cũng có sẵn những cái option để mình tận dụng. Phần tiếp theo mình sẽ nói về trần sau. Thì ở đây mình đã bố trí một cái trần có một lớp thảm tiêu âm, rồi sau đó mình mới bố trí cái trần sau lên trên cái lớp thảm tiêu âm này. Thì với cái đặc điểm của cái phòng có cái trần nó bị xiên như vậy á, khi mà các bạn ngồi tại vị trí này mình nhìn lên á, với cái trần xiên á sẽ thấy được cái cảm giác nó giống như là một cái rạp hát vậy đó. Thì cái này cũng là một cái thiết kế, tuy là nó cũng nằm ngay ở cái phòng tầng áp mái, nó là cái đặc trưng rồi, nhưng mà nó cũng rất là hay nếu mà các bạn muốn thiết kế một cái dạng trần xiên như vậy cho một cái phòng giải trí của mình. Ok, thì như nãy mình đã giới thiệu các bạn về cái trần tiêu âm này, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về cái vật liệu làm cái thảm tiêu âm này ha. Thì ở đây mình sẽ hút cho các bạn xem ha, cái vật liệu này ở đây. Nó thực chất là nó sẽ là pha trộn giữa lông, keo, một số thành phần khác, và có cả kim tuyến, ánh kim nữa. Thì khi mình trát lên á thì cái độ dày của tường hay là lớp thạch cao cũng bề mặt phẳng á thì nó cũng không quá dày, nó rất là mỏng luôn, nhưng mà nó vẫn đạt hiệu quả tiêu âm rất là tốt, và cái giá thành của nó cũng là dễ chịu nữa. Về phần vách á thì phía trước này các bạn sẽ thấy là mình có đi cả ống nổi. Thì mình đi ống nổi này á là do là cái phần vách này mình sẽ giật ra một cái khoảng nhất định. Phía sau này mình sẽ lắp cái khoảng trước này lại, lắp cái vách này lại, các bạn sẽ không thấy cái hệ thống này. Mình sẽ dĩ mình để một cái lớp dày như vậy á, là để mình giấu toàn bộ hệ thống loa phía sau. Màn chiếu thì mình sử dụng cái loại màn xuyên âm.
thì khi mà các bạn coi sẽ không còn thấy loa, không còn thấy thiết bị ở phía trước này nữa. Và cái lớp vật liệu sau này mình sẽ ốp lên á là poly phía trước, cũng như là vách phía sau. Ở phía sau mình cũng ốp poly tương tự luôn. Cái màu thì mình sử dụng cái màu xám đen. Đó, các bạn thấy là hình dung là vách phía sau và vách phía trước đều sử dụng vật liệu poly. Còn vách hai bên hông thì mình sẽ làm một lớp cách âm và bố trí cái gỗ tiêu âm lên trên. Cái bề mặt hoàn thiện đó là sẽ là gỗ CNC. Thì cái loại bề mặt gỗ CNC á thì mình có thể là tiêu âm và tán âm luôn. Nó sẽ hiệu quả cho cả karaoke lẫn là xem phim. Và bây giờ thì mình sẽ nói về cái phần bố cục của căn phòng ha. Thì ở đây á mình là sẽ là lối đi và ra vào nè. Và cái vị trí ghế ngồi của phòng nó sẽ nằm ở đây. Sẽ bố trí cái dãy ghế chữ L. Đó, rồi ban đầu á thì mình dự định là tủ máy á mình sẽ đặt ở phía bên ngoài cái hộc này để đảm bảo là cái phòng giải trí mình nó được tách biệt và cũng như là hiệu quả về cái phần mà tản nhiệt cho hệ thống nó cũng tốt, và cái tiếng ồn của máy móc á nó cũng sẽ được cách biệt. Tuy nhiên là vì một số cái lý do thì mình phải bố trí tủ máy ở trong này. Và như nãy mình cũng có giới thiệu các bạn cái loa súp. Ngoài cái vị trí mà mình đã dự phòng ở phía trước thì mình còn dự phòng là sẽ đặt loa súp ở phía sau để phía trước mình sẽ không còn thấy thiết bị nữa. Đó, thì cái vị trí súp ở đây, vị trí thu máy nằm đây. Thì vị trí của hai loa Atmos mình cũng đã bố trí sẵn, đi dây sẵn phía trên trần đây, hai vị trí. Thì một bên á mình sẽ linh bằng dây loa, còn bên còn lại là nó có cả dây nguồn và dây loa. Thì cái loại loa mà mình hay giới thiệu với các bạn là cái loại loa dòng loa Select WC2BS. Thì cái dòng loa này nó sẽ được lợi thế là nó có thể làm loa vừa để nghe nhạc background, vừa có thể tận dụng làm loa Atmos cho cái hệ thống xem phim. Thì khi các bạn nghe nhạc thì các bạn không cần phải bật hệ thống, mình có thể stream rất là dễ dàng luôn. Vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu với các bạn các hạng mục ban đầu mà mình phải làm trước khi bố trí một phòng giải trí. Thì mình sẽ gồm là phần đi dây âm nè, rồi bố trí nội thất cũng như là bố trí thiết bị. Thì nếu các bạn thấy cái phần này nó cũng khá là khó khăn, hay là thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho bên mình, và bên mình sẽ tư vấn cũng như là lên thiết kế để cho nó phù hợp cho từng căn phòng của các bạn ha. Nếu các bạn thấy video này hay hãy nhớ like, share, subscribe và đừng quên tiếp tục theo dõi kênh của mình để đón chờ cái video tiếp theo của khi mà căn phòng này đã hoàn thiện ha. Chào mọi người.